vị, chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện nay xu hướng đầu tư chứng khoán được nhiều người trẻ cũng như các nhà kinh doanh theo đuổi. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển tại thị trường Việt Nam, đầu tư chứng khoán ngày càng khẳng định được lợi thế của mình là một kênh đầu tư hấp dẫn, có cơ hội thu về nguồn lợi nhuận cao. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đầu tư chứng khoán ngắn hạn, một kênh được rất nhiều người mới tham gia quan tâm. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về định nghĩa của kênh đầu tư ngắn hạn, cùng với đó là những đặc trưng nổi bật mà các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần nắm được. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn được hiểu là hình thức giao dịch mua bán chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ trong vài ngày hoặc không quá một năm. Sản phẩm chứng khoán ngắn hạn bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ, tiền gửi tín phiếu, hoặc còn kể đến trường hợp góp vốn liên doanh bằng tiền hoặc hiện vật. Đương nhiên thì cũng thu hồi trong vòng không quá một năm. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn có một số đặc điểm nổi trội như số lượng cổ phiếu trong tài khoản đầu tư ngắn hạn thường nhiều hơn so với tài khoản đầu tư dài hạn nhằm phòng tránh rủi ro. Nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì một tỷ lệ nắm giữ tiền mặt hợp lý tùy theo từng thời điểm. Các chỉ báo từ đồ thị là công cụ thiết bị cần thiết để xác định được đúng thời điểm phù hợp để mua vào và bán ra cổ phiếu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ưu điểm của đầu tư chứng khoán ngắn hạn nhé. Lợi nhuận của kênh đầu tư ngắn hạn chủ yếu từ khoản chênh lệch giá của chứng khoán được nhà đầu tư lựa chọn để giao dịch. Việc chờ đợi lợi nhuận từ cổ tức của doanh nghiệp là không khả thi, bởi trong thời gian quá ngắn thì các doanh nghiệp chưa thể có mức tăng trưởng lớn khiến thay đổi tổng giá trị thị trường. Lợi nhuận thực tế từ đầu tư ngắn hạn sẽ được phân phối giữa các chủ thể tham gia thị trường, có nghĩa là có người lỗ thì sẽ có người lãi tương ứng. Điều này được thể hiện thông qua việc hạch toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Lợi nhuận từ kênh đầu tư này có ưu điểm là nhận được nhanh chóng, giúp tiết kiệm được thời gian hơn nhiều so với đầu tư dài hạn. Về cách thức đầu tư, nhà đầu tư ngắn hạn giao dịch mua bán cổ phiếu dựa theo sự chênh lệch giá diễn ra trên thị trường chứng khoán, chủ yếu dựa theo thị hiếu của thị trường đối với mã cổ phiếu nhất định. Nếu giá cao thì bán và giá thấp thì mua vào. Và đầu tư cần liên tục phân tích cũng như là theo dõi thị trường để tìm những mã cổ phiếu giá trị hơn nhằm thay thế cho mã có lợi nhuận kém. Và về rủi ro, đầu tư ngắn hạn có mức độ rủi ro nhất định bởi kết quả đầu tư phụ thuộc nhiều bởi diễn biến của thị trường. Trường hợp sự biến động xảy ra liên tục với biên độ dao động lớn thì kèm theo rủi ro là càng lớn. Tiếp theo là hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Hình thức đầu tư chứng khoán ngắn hạn có thể giúp nhà đầu tư sinh lời nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro cao. Đối với nhà đầu tư mới, để đầu tư hiệu quả thì cần phải học cách quản lý vốn, cách tìm kiếm những mã cổ phiếu tiềm năng cũng như lập dự phòng đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Tiếp theo, quy trình về các bước chuẩn bị để đầu tư ngắn hạn. Đầu tiên, bạn cần dùng kỹ năng phân tích để xác định đỉnh và đáy của cổ phiếu mà bạn lựa chọn để đầu tư ngắn hạn. Sau đó là hãy xem xét lại trong những ngày giao dịch gần nhất thì giá cả cũng như khối lượng giao dịch của cổ phiếu đó như thế nào. Mục đích của việc này là để xác định được mức độ tiềm năng của cổ phiếu đó. Tiếp tục thực hiện thu nhập thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, từ đó đánh giá về cái nhìn tổng quan về triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu. Kế đó là theo dõi tin tức về kinh tế, tài chính, chính trị, xã hội cũng như những chủ trương, chính sách của nhà nước. Những chính sách này có tác động lớn đến nền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, gián tiếp tác động đến thị trường của cổ phiếu. Cuối cùng là xác định thời điểm phù hợp để chốt lời hoặc cắt lỗ. Nhìn chung, nhà đầu tư chứng khoán ngắn hạn cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng trước những biến động của thị trường chứng khoán, tin tưởng vào quyết định của bản thân, đồng thời kiểm soát tốt cảm xúc để luôn đưa ra quyết định chính xác. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp quý nhà đầu tư nắm được định nghĩa những lưu ý khi đầu tư chứng khoán ngắn hạn sao cho an toàn và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.